Máy đo đường huyết trong 2024 thì có những dòng máy thông dụng nào? Bảo Sơn xin chào bà con ha. Trên thị trường thì có rất là nhiều hãng khác nhau. Những hàng mà không rõ nguồn gốc thì có vài trăm ngàn thôi. Còn những hàng mà có thương hiệu uy tín thì từ 1 đến 3 triệu ha. Thì Bảo Sơn sẽ giới thiệu hai mẫu thông dụng cho bà con mình tham khảo. Thì những nơi không rõ nguồn gốc thì thứ nhất là chúng ta đo, chúng ta sẽ nghi ngờ không biết là cái độ chính xác có hay không. Và khi kiểm định chất lượng thì sẽ kiểm định ở đâu. Còn những cái hàng mà rõ nguồn gốc á và hãng được bảo hành thì chúng ta sẽ yên tâm. Ví dụ chúng ta cảm thấy nghi ngờ, chúng ta có thể gửi về hãng để kiểm tra xem cái độ chính xác còn hay không hen. Thì đây là hai mẫu thông dụng, một mẫu là máy đo đường huyết một chức năng và một mẫu là máy đo đường huyết ba chức năng hen. Thì cái máy này là 1.150.000 và hiện tại thì đi theo máy thì chúng ta sẽ có được cái hũ que là 220.000, là 25 que. Hiện tại một bộ này là 1.250.000 cô chú chị ha, bảo hành trọn đời. Và đây là được sản xuất tại Ý. Cái dòng thứ hai là dòng cũng sản xuất tại Ý luôn và đa chức năng. Thì nó sẽ có đo đường huyết nè, đo mỡ trong máu và đo cholesterol. Thì cái máy này nguyên bộ nó là 2.500.000, bảo hành máy trọn đời. Thì hiện tại đi theo máy thì chúng ta được một máy và ba hũ que như thế này. Và có chương trình giảm giá của hãng đó là 2.100.000. Thì chúng ta sẽ có 5 que cholesterol, 5 que mỡ trong máu và 25 que đo đường huyết. Thì mỗi hũ như vậy là khoảng 250.000. Thì khi chúng ta hết thì chúng ta sẽ mua những hũ này ha. Và máy thì sẽ được bảo hành trọn đời nên cô chú mình yên tâm nha. Rồi có gì thắc mắc thì cô chú mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn hoặc là xem thêm video về hướng dẫn các máy đo đường huyết.